Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Nghe cái tên Fit 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 đi lùa gà, nghe cái tên là nghe thấy sợ rồi. Anh em mới chơi mà thấy cái acc này là thấy sợ rồi. Ok, video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em xem về một tài khoản Fit đi lùa gà, để xem tài khoản này có gì đặc biệt và có để lại cho anh em được cái ấn tượng gì không nhé. Mình thấy đang chơi map KVK mới nè. Ôi, thời di thế dịch. Map nhìn thấy hoành tráng phết nha. Nhìn thấy lạ phết đấy. Anh em nào chơi map này chưa? Đánh giá xem thử cái map này nó có ok không, nó có hay không nha anh em. Mình thì chưa chơi nên không có cái gì để đánh giá cả. Rồi còn về cái tài khoản này thì số ngày đăng nhập liên tục. Rồi hôm nay là ngày đúng đẹp luôn em ạ. 700. Số ngày đăng nhập liên tục là 700. Và chắc chắn là những anh em nào mà đam mê cái vụ mà trước 5 giờ chiều chưa biết ai giàu hơn ai thì anh em cũng có thể tham khảo con số 700 này cho ngày mai nhé anh em. Rất là ấn tượng, 700 phía 15 là ok rồi. Mức sức mạnh ở đây mình thấy là lên tới 83 triệu sức mạnh, bầu cũng khá là cao ấy. Điểm tiêu diệt là 1 tỷ 3 và đang sử dụng nền văn minh Đức. Về cái coupon thì tổng thể chỉ số chi tiết thì nhìn là cũng khá là ok rồi. Với cái số ngày đăng nhập như thế này. Ở đây là chết 8 triệu và thu thập tài nguyên là 15 tỷ, thu gom tài nguyên cũng nhiều nè, thì có khả năng là không chơi hạt farm hoặc là chơi ít hạt farm. 83 triệu sức mạnh thì anh em sẽ có khoảng gần 4 triệu lính nha anh em. Và ở đây anh em thấy được là cũng là lính T4 là nhiều thôi, và thuần về kỵ khá là nhiều nè. 1 triệu 8 lính kỵ, kể cả T4 và T5. Lính xe, xe thì hầu như là không có luôn em ạ. Hầu hết bây giờ là đều giết hết xe rồi. Có thể là anh em nhét cờ, nhét đều các thứ cho nó chết cũng được. Còn không thì thôi. Cố gắng không nên giữ xe trong thành phố làm gì. Báo đi lùa gà. Ồ, như cái tem này, chung tem luôn hay sao ấy. Fit đi lùa gà, báo đi lùa gà. Rồi, báo đi lùa gà. Chung tem rồi, chung tem rồi. Mình xem thử kingdom coi. 2654. Ôi, kingdom bot to phết nha. Bot 200 m bao 1 tỷ nè. Đây nữa nè. Rồi, đánh cái đánh KVK mà có bot như này là khá là ok rồi nè. 2654 clan 10 tỷ và cấp 32. Mạnh phết nha. Ok, anh em mình tiếp tục nha. Skin kỵ thì có khả năng là chơi kỵ khá là cao rồi. Cái nhà kỵ này thì nó sẽ cung cấp cho em sản xuất tài nguyên 15% cũng khá là tốt. Dành cho những anh em mà chi tiêu kỹ càng hơn về tài nguyên thì cũng có thể nghiên cứu đổi cái nhà này nhé anh em. 15% tài nguyên tích tiểu thành đại nó sẽ rất là nhiều nhé anh em. Rồi, chỉ có mỗi một cái skin nhà kỵ thôi. Mình dự đoán là khả năng chơi chuyên kỵ rất là cao. Anh em mình sẽ xem một chút về kho nhé. Red ngoài thì mình thấy là cũng khá là nhiều ấy. 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, gần 7B tài nguyên nhé anh em. Mỗi red ngoài không là gần 7B rồi. Red khá phết. Mỗi lần mà bạn nhìn à, mình red của mình là nhìn thấy chán đời luôn, nhìn muốn sốt red luôn này mà. Tăng tốc thì mình thấy cũng khá là ok nè. Kingdom thì có khá là nhiều boss, thế nên là mình nghĩ là cái việc hồi tăng tốc cũng khá là ổn định đấy. Rồi còn về cái gear xem thử như thế nào. Một món trừng phạt. 4, 8, 12, 16, 20, 21, 22 món trang bị cao. Nhìn về tốc độ lên gear thì như vậy là cũng khá là ổn áp rồi nhé anh em. Và ở đây có 1, 2, 3, 3 món nổ tài năng đặc biệt. Như vậy là có khả năng là rèn thôi chứ không tinh luyện. Và mình thấy cái kiếm kỵ đã nâng lên cấp độ level 2 rồi nhé anh em. Mình nghĩ là từ từ anh em không cần phải nâng cấp level 2 sớm đâu. Và anh em cố gắng lên những món đủ đạo để đánh on-field trước đã. Rồi sau đó hãy nâng cấp hoặc là đến chuyện talent tài năng đặc biệt đồ sau. Còn bây giờ nâng như vậy thì anh em cũng sẽ tốn mạnh với lại trang bị khá nhiều. Vũ trang thì anh em mình sẽ xem trong phần kết hợp tướng luôn. 55 tượng cam. Rồi, dàn tướng sẽ như thế nào đây? Sức mạnh về huyền thoại. Đây sẽ có một đạo Nidoqui full cam. Vũ trang 10 20 tổng là được khoảng 23%. Và một đống minh văn, 6 cái minh văn nhé anh em. 6 cái minh văn. Nhiều minh văn thì cũng khá là ok. Một đạo thứ hai là nét hoắc khứ bệnh, như vậy là cũng chuẩn được hai cặp meta kỵ rồi đấy.
máu cậy 10% và cũng 4 cái minh vàng. Đạo thứ 3 là Quang Vũ 5-3-4-5-3-4-5. Có nghĩa là muốn nâng 5-1-5-5 mà không được đấy. Cái kỹ năng này thì run lây rồi, 5-1-5-5 mà không được. À, Vũ bây giờ thì lên map thì cũng không được, mà không map thì cũng không xong đúng không anh em. Chuyên môn khá là tốt, chuyên môn sẽ được kích hoạt rất là nhiều nhé anh em. Cũng full một set cam. À, Quang Vũ thì nó đi khá là chậm, anh em có thể chơi theo kiểu này. Lên hai món tốc như vậy mình thấy đi cũng khá là nhanh nhé, mình cũng đang build như vậy luôn. À, Vũ Trang máu bộ 10% máu là cũng khá là ok rồi. Tiếp đến thì Doan là đi phụ rồi, Alex là đi phụ rồi. Alex có dư một cái tay cam nữa. Gia Cát Lượng 5-5-1-2 SC 5-5-5-1 SC 5-5-5-1 CM Hera. Xem chủ ai có kém. Ủa ôi còn Hera gần mát luôn à. 5-5-5-4 Ôi đập chọc rất là nhiều đấy anh em à. 573 tượng nè. Vậy là thích chỉ huy đồn chú rồi. Còn gì ở kiểu mà nào. 2.4 tỷ kiểu ngồi ngáp hết đấy. RC 5-5-1-1 1.5 tỷ. Rồi nhìn chung tướng tá thì cũng không mát nhiều. Được một con dây nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. 5 con tướng cam mát thôi. Nhưng mà ở đây anh em thấy được là có hai đạo kỵ meta nè, một đạo Quang Vũ VC. Nhìn chung là cũng được, cũng mạnh nha anh em. Chưa mát nhưng mà cũng khá là ok ấy. Một đạo Vũ VC nữa thôi. À, đạo cung thì gia các lượng mỹ duy. Nhìn chung là cũng được, đánh được nha anh em. Không mạnh lắm nhưng mà cũng được. Nói chung là nhà có gì xài nấy. Ác này thôi mình sẽ xem trong phần kết hợp tướng đi cho nó dễ hơn và nó chính xác hơn nhé nè. Một đạo đầu tiên là gia cát lượng VG và gear thì là gear tím và một món cam nhé nè. Thì nhìn chung là có gì thì đánh đấy, mình cũng thường đánh như vậy nè mà. Có gì thì xài cái đấy thôi. Nhìn chung là cái chịu đánh lỗ thì cũng có kill, chứ còn không đều đánh, không đánh nhau thì sợ lỗ thì biết khi nào mới có kill đúng không anh em. Một đạo thứ hai là Vũ SC. Đạo này thì cũng khá là ok nè. Đạo thứ ba là Ned với lại Hera. Nikki Hera. À, là Nikki Hera nên mới mát Hera. Một đạo thứ tư là Hoắc Khứ Bệnh với lại Doan. Hoắc Khứ Bệnh với lại Doan, ngoài ra tất cả các khay khác đều trống. Như vậy là chủ A sẽ đánh 4 đạo. Hai kỵ một bộ và một cung. Hai kỵ một bộ một cung nhìn về nhìn thì cũng khá là ok, cũng khá là tạm ổn rồi. Về 4 đạo như thế này. Anh em có đánh giá nào về 4 đạo như thế này hay không? Và có nên lên thay đổi gì không? À, Nét với Yuan hoặc cứ bệnh meo mét ví dụ vậy, nó là cái cách thông dụng nhất. Còn không biết được, nhiều khi chủ ạc lại đánh Nét với lại Hera thì lại lời kêu hơn thì sao, đúng không anh em? Anh em có cái cách ghép nối nào theo cái quan điểm của anh em thì có thể để lại một bình luận để cho anh em xem video tham khảo cũng như là mình tham khảo nhé. Ở đây mình thấy có cả Lưu Triệt đang lên đó nè, 5111 thôi. 5111 thì từ từ đã, khi nào mà lên được 5511 5551 thì mang ra đấm nhau thì nó sẽ tốt hơn, đúng không anh em? Rồi ghép nối tướng thì như thế. Anh em có cái gì nữa đây? Bảo đi lùa gà à. Nguyên một team đi lùa gà luôn. Ok, tiếp đến thì mình sẽ xem một chút về những cái gói nạp nha. Nạp lại thì mua một gói, chắc là mua gói pha lê rồi. Đây, mua gói pha lê nhá anh em. À, kho cung cấp thì không mua game tháng, không mua gói vật liệu nè. À, xem một chút về tiêu thụ pha lê. 12 triệu pha lê, 12-13 triệu pha lê. Có mua gói nhiệm vụ pha lê không? Không mua gói nhiệm vụ pha lê. Như vậy là chỉ mua một gói pha lê mùa thôi nhá anh em. Nhìn chung là đánh kiếm kêu thì nó phụ thuộc vào kỹ năng nữa. Với lại anh em mà lên được tướng beta ấy, thì đánh nó cũng khá là khỏe. Đấy kiểu vậy. Chứ không cần nhất thiết là cứ phải là nạp nhiều quá. Nhiều anh em thì có điều kiện nạp và nhiều anh em thì không có điều kiện nạp, đúng không anh em? Rồi ok, anh em nghĩ sao về cái tài khoản này? Anh em có bất kể một cái chia sẻ nào về cách ghép nối tướng tốt hơn thì cũng có thể chia sẻ lại cho chủ ạc cũng như là mình tham khảo về cái cách ghép nối tướng của anh em nhé. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, xin chào anh em.